Thưa quý vị, dưới ánh mặt trời không có nghề nào cao quý hơn nghề dạy học, và xã hội luôn tri ân các thầy giáo, cô giáo, những người lái đò thầm lặng đã đưa chúng ta đến bến bờ tri thức. Chính vì vậy, họ luôn trăn trở trước những buồn vui của nghề giáo, nhất là trước sự thay đổi của xã hội hiện đại, đôi khi đã khiến không ít thầy cô giáo chạnh lòng. Những đòi hỏi mới của giáo dục cũng khiến nhiều giáo viên cảm thấy áp lực. Song trên hết, với lòng đam mê, nhiệt huyết với nghề và tình yêu thiêng liêng dành cho học trò, vì sự trưởng thành của các em đã trở thành động lực cao cả để những thầy cô giáo luôn vững tay chèo đưa học sinh đến bến bờ hạnh phúc tương lai. Phóng sự được thực hiện nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Hơn 20 năm gắn bó với nghề giáo, thầy giáo Phan Minh Tuấn, giáo viên bộ môn thể dục, trường Trung học cơ sở Lê Độ, quận Sơn Trà, chưa lần nào thấy buồn vì là giáo viên bộ môn. Tình cảm của học trò, sự đổi mới của chương trình dạy học, cái nhìn của xã hội với các môn học phụ trước kia dần thay đổi là động lực giúp thầy Tuấn luôn tìm được nguồn vui trong công việc. Với những thành tích nổi bật trong công tác giảng dạy, huấn luyện thể thao trường học, thầy Tuấn là một trong 21 giáo viên tiêu biểu của thành phố Đà Nẵng vừa được vinh danh. Sau khi ra trường và nhận nhiệm vụ ở trường Lê Độ, mấy trường đi làm cũng như là ngôi nhà thứ hai đấy. Sau 20 năm công tác thì thêm kinh nghiệm vẫn dạy thì không ông nào cũng vậy hết, vì yêu nghề. Mỗi thầy cô đều có lý do riêng để chọn theo hoặc gắn bó nghề giáo, nhưng lý do đầu tiên và cuối cùng có lẽ là tình yêu học trò. Với những người thầy, người cô sắp rời xa bục giảng, chặng đường giáo dục mấy chục năm nhìn lại được kết từ những nụ cười, nước mắt, sự trưởng thành của học trò. 36 năm đứng trên bục giảng thì cái cảm xúc của mình thì cũng giống như lúc ban đầu. Nhìn thấy các em học sinh là mình có một cảm giác giống như những đứa con của mình, và tôi cũng muốn đem hết sức những cái kiến thức của mình học tập để bồi dưỡng, để giáo dục các em trở thành con người phát triển toàn diện. Nghề giáo mang lại không ít niềm vui nhưng cũng không thiếu những áp lực đè nặng. Những lúc cảm thấy khó khăn với nghề, tình cảm của học trò dành cho chính là động lực để mỗi người thầy, người cô vượt qua. Học sinh thời 4.0, cách biểu lộ tình cảm với cô thầy cũng nhiều khác biệt so với các thế hệ trước, nhưng vẫn trọn vẹn yêu thương. Cứ mỗi năm thì cứ đến tháng 11 thì có lẽ là không riêng bản thân mình, mà có lẽ là bất kỳ thầy cô giáo nào cũng cảm thấy lòng mình dâng trào những cảm xúc nôn nao, những cái rung động. Thì những cái tình cảm thân thương của học trò hay là những cái sự nỗ lực cố gắng của các em trong rèn luyện, trong học tập, thì đó sẽ chính là những cái bông hoa đẹp nhất mà mình luôn luôn cảm thấy rất là hạnh phúc khi được đón nhận. Cùng với những yêu cầu mới của xã hội hiện đại, nghề giáo cũng đứng trước những đòi hỏi phải thay đổi để thích ứng, nhất là khi chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 được áp dụng ở tất cả các bậc học. Những đôi tay quen bụi phấn giờ đây đã thành thạo công nghệ thông tin. Những tiết học trong lớp giờ đây đã được thay bằng sân trường, bảo tàng. Việc dạy học chuyển sang đối thoại, tương tác nhiều với học sinh. Nhưng dù ở bất kỳ một thời đại nào, thầy giáo, cô giáo vẫn là những người có khả năng khơi gợi, truyền tải nguồn cảm hứng bất tận cho học sinh. Và ở bất kỳ một thời đại nào, tôn sư trọng đạo, dù đi đâu xa, dù có trở thành bất kỳ ai trên đời, trong lòng mỗi người học trò đều có một bóng hình thầy cô thân thương để tìm về, để có thêm năng lượng tích cực trong cuộc sống.